Xin chào toàn thể bạn bè của anh em của Thùy Linh nhé. Đây, mình và đoàn, mình và đoàn đi vào tận trong Nậm Lúc. Đi là Nậm Lúc này. Cả nhà nhìn không? Đi vào tận trong Nậm Lúc này. Tình trạng sạt lở này. Đi đi chị ơi, đi đi, đi đi. Đấy, này sạt lở này, rất là nguy hiểm, sạt lở đến tận đường. Máy phải túc trực hai máy hai đầu cả nhà nhìn không? Để ấy, ở đây là huyện Bắc Hà, Lào Cai. Nhìn này, đất đang lở. Đi đi chị ơi, đoạn này nguy hiểm. Em thấy hoàn đất vẫn nằm xuống. Đây này, đoạn này nguy hiểm cực kỳ. Từ từ chứ này. Ừ thì em bảo đi đi bây giờ nữa. Để từ từ thôi. Cứ mẹ mày. Thế bà đi đi chị ơi, đấy, 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 nó đang rơi xuống xe đấy. Thì bây giờ chị phải đi từ từ chứ không thì chạm gầm xe à. Bên đá nó rơi xuống như này. Cả nhà nhìn không? Bên này thì lở nhá. Bên này thì bên lở. Bên này thì sạt. Đây quay rồi, bên này thì sạt. Đấy, bên này sạt lở. Dưới này thì đang lở này, cả nhà nhìn thấy không ạ? Rất nguy hiểm. Nhưng cái vấn đề này, cả nhà nhìn xem đoàn thiện nguyện này. Đoàn thiện nguyện đi vào để đường nó rất là khó và sạt lở nguy hiểm như thế này, nhưng đoàn thiện nguyện vào đây rất đông. Đoàn thiện nguyện vào đây rất đông cả nhà. Cả nhà chia sẻ này để mình bảo cho mọi người biết này, bởi vì đoàn thiện nguyện rất đông. Bây giờ chỗ thừa thì vẫn thừa, chỗ thiếu vẫn thiếu, đi vào đây hầu như là thừa luôn. Đồ quá nhiều luôn, đồ thiện nguyện quá nhiều luôn. Nhưng còn những cái chỗ mà bị cô lập á cả nhà, cái những chỗ bị cô lập á, dân thì không đến được, không ra được, không chui ra để lấy đồ được. Đấy, chỗ cần thì người ta không thể ra để lấy đồ được, bởi vì cách người ta đang chờ cách đây xe đây cứ quay. Đấy, đây này cả nhà nhìn không? Đây này, xe thiện nguyện đi vào đây đông lắm cả nhà. Đây này, tất cả các đoàn thiện nguyện dù ở trong bản này rất xa cả nhà. Bản này xa ít dân nhá, mà mọi người thiện nguyện nhiều kinh khủng luôn. Ở thiện nguyện họ đến chỉ có để tập kết ở nhà văn hóa thôi, không mang được tận tay. Đấy, không mang được tay. Đây đây vẫn lại có đoàn vào tiếp tục này. Đấy, quay ra đi, quay ra đi, quay ra đi, không nhận đâu. À cơm, đây cả nhà nhìn không? Mang cơm, mang cơm, mang cơm. Đấy, xe phục vụ tang lễ ở đây. Bây giờ họ cần một số chỗ, họ cần đấy. Ở đây một số người, người ta cần là như kiểu những cái chỗ mà chết người á, những cái chỗ chết người thì người ta đang cần, rất là cần quan tài này, cần khăn này, khăn ướt này, cần găng tay này, cần khẩu trang này, còn những cái những người mà bình thường này bây giờ chở đồ vào la liệt ở trong đấy, chở đồ vào nhiều lắm cả nhà. Đây này, đây đường sạt như này nhá, đường bây giờ vẫn đang sạt lở này. Cả nhà nhìn thấy không? Này, đấy, sạt lở này, kinh khủng không? Sạt lở đá này. Cả nhà, nhìn thấy không? Vẫn đang sạt lở ở trong Nậm Lúc nhá. Bây giờ theo em thì cả nhà ơi bình tĩnh thôi cả nhà. Không đi thì không biết được. Cả nhà phải đi thì cả nhà mới biết. Bây giờ hầu như là thừa, chỗ thừa thì thừa quá, chỗ thiếu thì khẳng định là sẽ là vẫn là thiếu rồi, bởi vì bây giờ vẫn là đang cô lập, không đến tay người ta được, người ta cũng không vào được. Đây thậm chí trong cái bản Nậm Lúc này, đi vào trong cái bản gì đấy, bây giờ cái chỗ mà bị sạt lở, bị cô lập nhá, bị sạt lở cô lập đấy, bây giờ không thể vào được. Đấy, vì là đường không vào được, mà bây giờ hàng đi bộ hàng 10 cây số để người ta ra, người ta lấy đồ tiếp tế thì người ta cũng không ra được. Thì là người ta được, người ta không đi được thì phải đi đường rừng mà 10 cây số cơ. Ok em Ngô Thị Ninh. Đấy, mà đây đây tất cả đường rừng này, đây sạt lở này, sạt lở nguy hiểm luôn, nguy hiểm lắm cả nhà nhá. Cả nhà nếu mà đi Lào Cai thì cả nhà theo mình khuyên này, đường này, đường sạt lở nhá cả nhà nhìn này. Đây đường này, rất nguy hiểm đấy cả nhà nhìn thấy chưa? Đường sạt, bên này thì lở, bên này thì sạt. Đấy, cả nhà nhìn thấy chưa? Đấy, nên là cả nhà ơi, bây giờ cả nhà nếu như có đoàn thiện nguyện nào có đang ý định lên Lào Cai thì theo em nên chuyển hướng, vì cái chỗ vùng mà sạt lở người chết 70 gia hộ đấy thì bây giờ nhá, cô lập luôn từ chính quyền rồi mọi kia, không cho mình vào để trực tiếp được, mà mình cũng không vào được luôn vì nơi đấy là đang không có người để dùng. Bây giờ nhá, mọi người chở đến khu vực đấy nhiều lắm, mình tập kết ở ngoài, thậm chí mang đến họ còn bảo là thôi các anh các chị xem là còn chỗ nào mà cần thiết các anh các chị chở bớt đi. Đấy, vì trong ấy nhiều quá, người chết thì họ có
có chết rồi thì họ cũng không ăn được. Mà dân có tình ở khu vực đấy nhá, dân tình khu vực đấy thì mọi người chở đến nhiều quá rồi. Đấy, chở đồ đến nhiều quá rồi. Thì theo em là mọi người nếu như các đoàn thiện nguyện thì bây giờ nên là tạm ngừng về vấn đề cung cấp lương thực. Vì bà con trên này quá đủ đầy rồi, quá nhiều lương thực rồi. Bây giờ bà con thiếu này, ví dụ như găng tay này, ủng này, và những áo mưa này, nến này, bật lửa này, áo mưa và những cái thứ để có thể gói người chết. Quan tài cũng bây giờ nhá, trên chỗ mà bản mà chết nhiều người này, quan tài họ để đấy rồi, nhưng thậm chí thi thể họ vẫn còn đang tìm, có còn tìm chưa hết được đấy. Nên là mọi người theo em là bây giờ em phải nói khi mà mình khi đi rồi ạ. Đây này, đây cả nhà nhìn thấy không, sạt nguy hiểm lắm cả nhà ơi. Đây này, sạt này, sạt này, đấy, đây này, đập này, sạt này, sạt hết đường luôn. Đây, quay sạt đây rồi. Đấy, ngay lên cho xe sau đi nữa kìa. Từ đấy thì mẹ đường nó khó. Đấy, sạt lở nguy hiểm lắm. Đấy, nên là bây giờ mọi người chỉ mua là sữa này, nếu về sữa nhá thì nhiều, nước cũng nhiều, rồi đồ ăn nhiều, bánh trái nhiều. Đấy, nhiều lắm cả nhà, mọi người không đi không biết thôi. Còn những cái chỗ mà thiếu thì vẫn là thiếu thôi. Đây, chỗ thiếu thì vẫn thiếu thôi. Đây cả nhà nhìn này, đây cái đập này, cái đập này là cái đập để lở mà cả lở đồi, lở biết rất nhiều kìa. Cả nhà nhìn thấy không, cái đập này. Đấy, ngập lên tận trên này nhá, ngập lên cả nhà nhìn đấy. Đấy, cả nhà nhìn thấy không, ngập đấy. Cả nhà nhìn thấy không, nó ngập lên như thế cơ mà cả nhà. Mà lên đường đến chỗ này nữa. Nên là mọi người theo dõi em mà mọi người để ý và chia sẻ. Chia sẻ. Đây, đập đây. Đập xả đây. Đấy cả nhà nhìn thấy không? Đấy, đập đấy. Đây. Cả nhà nhìn thấy không ạ? Nên là chỗ thừa thì vẫn thừa cả nhà ơi. Thừa thì vẫn thừa, thiếu thì vẫn thiếu. Chỗ không lên được đây sạt lở hết cả đường. Cả nhà đi thì cũng rất là nguy hiểm nhá. Đường nó sạt lở ghê lắm cả nhà. Đây. Đất vẫn sạt bình thường. Đất đang vẫn sạt lở, cây cối đang sạt lở nhá. Đây này. Rồi, được rồi, đây rồi. Kinh khủng. Đấy cả nhà nhìn thấy không? Đấy. Đập đây, bên này là đập. Nắng đập này, bên này là lở. Bên này là lở này. Nắng vẫn đang sạt nữa, kể cả cạnh mưa rồi vẫn sạt. Đấy. Nắng đi đất nó vẫn cứ rơi mù vậy. Thế cho nên là bây giờ ai có hướng mà bảo là đi trên Lào Cai này thì theo em thì bây giờ tạm thời mọi người ngừng lại. Vì tất cả các bản cô lập thì tây mình cũng không vò mò vào được luôn. Đấy. Đây, đập đây. Đây cả nhà nhìn đập đây. Thủy điện đây. Đây. Đoàn của chúng em đây, đoàn thiện nguyện của chúng em lại phải quay ra đây cả nhà nhìn thấy không? Đấy, lại quay ra, này, đấy, một đoàn thiện của một đoàn của chúng em kìa. Bây giờ mọi người đừng có gửi mì tôm, gửi bánh, gửi các thứ nữa vì nhiều lắm. Người ta đang cần nến, người ta chất đống bỏ đấy rồi, chất đống luôn cả nhà nhé, chất hẳn một đầy một nhà văn hóa đấy. Mà bây giờ người ta cần là đây là gọi là bản Nậm Lúc nhá. Bản này rất xa, đường rất khó đi. Mà các đoàn thiện nguyện vào đông như thế thì hỏi là những cái chỗ mà đoàn vào dễ thì nhiều như thế nào? Nhiều lắm. Kể cả có chỗ thừa thì vẫn thừa rồi, thừa hẳn rồi. Chỗ thiếu là chính là những cái chỗ mà người ta kêu gọi kêu cứu ấy, là những chỗ bị cô lập, không vào được. Không vào được thì chính quyền địa phương kể cả mình đến họ cũng không cho vào những chỗ vùng nguy hiểm. Có vào được thì hàng mười mấy cây. Đấy. Mà đây ở trong một cái bản Nậm Lúc này bị cô lập sạt ở cái quả đồi đấy. Mà bây giờ cô lập bà con là mình muốn mang đồ yếu phẩm lên thì vẫn phải mang đồ yếu phẩm đây, thủy điện cả nhà này. Mình muốn mang đồ yếu phẩm lên cho mọi người. Đây em cho mọi người xem cái thủy điện ở đây mà đợt mà nó bị tràn đây, bên đang sạt đồi mấy cả đang ấy đây. Đây. Cái đập đây, đập thủy điện ở trên Nậm Lúc đây. À, sạt luôn. Này sạt này. Sạt này. Đây. Sạt đấy. Thế cả nhà phải này, nghe em đi. Tạm thời ngừng đi, ngừng cung cấp thực phẩm. Đoàn em vì em đã, đoàn em đã lên đến đây rồi nhưng còn rất nhiều đoàn khác nữa luôn, nhiều lắm. Dù em phải hiểu, em phải thừa công nhận, phải cảm phục của con người Việt Nam máu đỏ da vàng, người người đến, nhà nhà đến, đấy, đến kinh khủng luôn cả nhà, đến
cứ đoàn lườm lượp, đoàn em vào, đoàn nọ vào, đoàn kia vào. Đi hội. Mà đồ thì nhiều. Có thể khi mà nhiều lúc phải nghĩ thiết yếu, có khi ở dưới kia nhiều nhiều nhà nhá, ở dưới kia nhiều nhà có thể là cũng nghèo đói lắm, nhưng mà có thể nhịn miếng ăn đấy để chuyển về trên đồng bào lũ lụt mấy cả bị sạt lở trên này. Nhưng mà chuyển đi, nhưng mà dưới đấy thì có thể là đói, nhưng trên này họ còn đang thừa, thừa nhiều lắm, vứt chất đầy nhà văn hóa. Và những cái nhà, cái bản bị cô lập, kể cả nhà nhá, bản bị cô lập thì họ không xuống được đấy, vì cách hàng 10 cây số đi bộ, cô lập rồi, sạt lở rồi, đường không đi lại được, xe máy không đi được, ô tô không đi được. Đấy, thì bây giờ họ muốn lấy cái tí đồ ăn thì họ phải đi bộ xuống. Đi bộ xuống xong họ phải leo cái núi dựng ngược lên như này để họ chạy lên. Đấy, mà 10 cây số đi bộ kiểu gì hả cả nhà? Đấy là người ta cũng không thể xuống lấy được. Và người tiếp tế thì họ cũng không thể mang được. Đấy, đi thì mới hiểu được. Là mọi người theo em như thế này, mọi người chia sẻ cái video này cho em, để bảo với tất cả ở vùng miền mọi nơi là tạm thời trong giai đoạn này ngừng tiếp tế vật phẩm đồ ăn, là ví dụ như là bánh trái rồi là sữa nước rồi nhiều lắm, nhiều lắm rồi, chất một, cả một nhà, nhà văn hóa đầy nước lọc, đầy bánh trái, đầy các thứ. Mà bây giờ người ta chỉ cần như này. Hôm nay cả đoàn chính phủ vào mà. Người ta cần này, găng tay, áo mưa, đồ có thể để cuốn được thi thể, rồi là những cái bật thuốc lửa, thuốc mềm, nến, thuốc. Đấy, cái nhu yếu phẩm cần thiết nhất là những cái đấy. Đấy, họ họ cần những cái thứ đấy để thế dùng. Nhưng mà chỉ hôm nay thôi, đúng như mai như là đấy. Vài hôm nữa người ta lại không cần nữa rồi. Em vừa nghe bên video bên Hạ Hòa tắt đường mấy km xe từ thiện. Vì họ, ôi trời ơi, mọi người không thể tưởng tượng đôi, người người, nhà nhà, các tỉnh, các huyện, rồi là từ Nam ra Bắc, họ đến đông lắm cả nhà. Từ ví dụ như ở một cái tỉnh Phú Thọ nhá, nào thì huyện Thanh Sơn, huyện Tân Sơn, huyện Thanh Thủy, Việt Trì, rồi là tất cả mọi nơi đấy, là đang nói một tỉnh nhá, một tỉnh đến với bà con, thì từng huyện, có thậm chí là từng xã bảo nhau rồi là kéo lên trên này từ thiện rất nhiều, kêu gọi. Thậm chí là người dân dưới đấy, em phải nói là có thể nhiều người dân dưới kia vẫn đang còn rất đói nhá, rất nghèo, rất đói, rất khổ, nhưng vẫn là cố gắng mua 1-2 thùng mì tôm, 1-2 thùng nước lọc để gửi đoàn thiện nguyện để đi từ thiện cho bà con trên này. Nhưng bà con trên này lại đang quá thừa luôn. Thừa là không ở cái đoạn là không xuống đến nơi rồi chị ạ, đến nơi rồi. Nãy em vừa vào trong kia là không có sóng, không có sóng, không có sóng, sim sim không có sóng điện thoại, và không liên lạc được. Em chỉ quay được video thôi, đến với bà con ở trong đậm lúc đấy là không có video, quay chỉ quay được video thôi, không có sóng điện thoại cũng như không có 3G luôn. Đấy, thì cả nhà bảo là có phát được trực tiếp đâu, em vừa vào đấy, bây giờ em ra để ngoài này rồi thì em lại mới phát được trực tiếp được. Đấy, mà vào đấy họ thừa rồi, đoàn đoàn người người nhà nhà đi từ thiện, dưới mình có khi còn đang đói nhưng trên này họ đang thừa. Đấy, người thừa vẫn thừa. Có thể là em phải nói là cái bản mà mình đến mà khoảng độ lúc 6-70 người chết đi là người ta không xuống lấy được, nên hàng vẫn cứ còn chất đóng ở nhà. Còn cái ăn. Còn chứ không phải là còn cái bản mà 6-70 người chết hay là 6-70 căn hộ bị sập với cả nhà. Thì chết thì bây giờ mình cũng chưa nắm rõ được tình hình bao nhiêu người chết. Đúng rồi. Nhưng có 6-70 căn hộ bị sập đấy, bị sạt lở hoàn toàn, bị cô lập hoàn toàn đấy, là mình không biết là họ có bao nhiêu người mất nhá. Nhưng thống kê được không? Không, nhà nước chưa thống kê bao giờ. Thống kê phải chờ cơ quan chức năng nhà nước họ thống kê số người mất. Còn mình thì mình chỉ biết rằng là khi tiếp tế đến chân ở đấy thì là đồ yếu phẩm ở đấy quá nhiều luôn, nhiều là chất rồi. Và trong đấy họ cũng không ra được. Có những nhà họ chết rồi họ cũng không có ra nhận được. Và chết nhiều hay chết ít thì mọi người mình không dám nói, vì đây mình nói sai thông tin thì sẽ không được. Đấy, nên là họ cũng không ra họ nhận được. Đồ thì chất đầy. Đấy, đồ chất đầy dưới chân cả nhà. Thế cho nên là dạ không có chỗ để mà chứa nữa. Đó, có chỉ có thế cho nên là không có đồ để chứa, không có chỗ để chứa, không có chỗ để chứa. Đồ thì nhiều, chỗ thì không có để chứa. Thế là cả nhà bảo nhau đi. Theo em thì bây giờ như thế này nhá,
Đây này, nó cứ sạt lở nguy hiểm lắm cả nhà này. Đây lở này, cả nhà nhìn thấy không? Đường nguy hiểm lắm, nó vẫn trong tình trạng sạt và lở. Sạt và lở nhá cả nhà nhá, trong tình trạng sạt và lở. Đường thì rất là nguy hiểm. Tôi không mang đồ ăn nữa, không dùng cũng hỏng. Đúng rồi, đồ ăn quá nhiều. Quá nhiều ấy anh ạ, kể cả những cái đồ mà để lâu được. Nhưng cũng quá nhiều, họ chất đầy đấy, họ còn bảo mình là có dùng bớt không, mang đi nơi nào cần. Và bây giờ đến vùng nào cũng nhiều. Còn những cái chỗ mà cô lập họ không có thì là hoàn toàn họ vẫn là không có rồi. Có mang vào được đâu mà có. Những cái bản cô lập đấy là sạt luôn cả một con đường đấy. Bây giờ đi bộ 10 cây số ai vác được đồ vào đấy? Không vác được. Thì có đói cũng người ta cả xuống lấy. Bây giờ người ta cần nến, cần găng tay, cần ni lông để cuốn thi thể, cần những cái mà thuốc thang, ví dụ như thuốc cảm cúm, thuốc sát thương, sát trùng các thứ ABC, cái đấy là ví dụ người ta còn cần. Còn bây giờ đồ ăn thì người ta cũng cần. Mang đây họ nhiều, mang nhân nhiều quá, mình mang họ có quý đâu. Ví dụ như bình thường một miếng khi đói, bằng một gói khi no, đúng không? Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Mình mang đến lúc mà họ đói họ cần thì họ mới trân quý. Còn nhiều quá nhìn đến họ rừng rưng, nhìn mình cả mang một cái tấm lòng vài trăm cây số lên cũng tự dưng cảm giác thấy buồn. Thế cả nhà. Nên em chia sẻ cho mọi người là mọi người đừng có mang đồ ăn lên nữa. Mà theo em thì bây giờ sẽ phải có một bên ủy ban hay một chính quyền của xã, hoặc là một nhóm từ thiện của mình bằng từ tâm, là mình có thể là cùng nhau trích tiền ra, có một số lượng tiền để đấy, để tới đây này, tới đây đến khi mà tới đây mà khi lũ tất cả mọi thứ khắc phục lại được rồi, đường thông thoáng rồi, thì có những cái đồng tiền đấy để họ có thể khắc phục lại hậu quả sau trận lũ quét sạt lở này. Ví dụ như họ phải có tiền để họ còn mua cái để họ là dựng lại nhà họ ở, vì sập là mất hết đấy. Còn đồ ăn bây giờ thì nhiều. Bây giờ ví dụ như nhà nào mà nó bị sập thì họ đang cần tiền để khắc phục. Còn sau này những nhà nghèo thì họ cần gạo để có thể ăn những ngày tới. Thì theo em là để vài bữa nữa đi. Còn bây giờ á, thứ nhất là tắc đường, thứ hai đồ quá nhiều mà thành ra thừa. Bây giờ mọi người lại dồn hết tiền mua thực phẩm để thừa mất đi, đúng không? Thế mai mốt đây người ta có cần cái quyên góp để khắc phục lại hậu quả sau bão lũ thì mọi người cũng chẳng có. Bây giờ bọn em đi vào cái vùng khó khăn nhất, nhưng mà ngược lại thì này cái bảng khó khăn này không xuống được, bởi vì nó bị họ mình nó bị sạt lở đường rồi, không xuống được. Mình cứ làm theo khả năng thôi, không thể cứ nghe và làm theo được. Đây là mình chẳng qua là mình lên mình cũng không bảo ai làm theo mình nhá. Mình không bảo ai làm theo mình. Và đây là mình lời khuyên chân tình của mình, bởi mình đi từng nơi rồi. Thì mình khuyên chân tình các bạn lên đấy, các bạn cũng chỉ để đồ ở nhà văn hóa, đưa đến tay người dân thì không đưa được, là điều thứ nhất. Và người thừa vất thừa, người thiếu thì các bạn cũng không đưa vào cho người ta được. Vì cách cô lập hàng chục cây mà đi bộ thì các bạn, mình khẳng định các bạn cũng không mang đến được. Đấy, nên là khi mình phát lên đây để cho mọi người cùng có kinh nghiệm để với nhau để làm cái thiện nguyện làm sao cho nó tốt nhất bạn ạ. Chứ không phải đây là mình lên mình bảo các bạn đừng làm. Tất nhiên là thiện nguyện là điều tốt. Đấy, ai cũng mong muốn, nhưng bây giờ nó đang thừa. Mình cũng chỉ muốn khuyên nhau rằng là để những cái số đấy là mình quy, có thể là quy đổi ra tiền mặt. Sau này các bạn có thể lên bạn, các bạn từ thiện cho nhà người em ta. Em nói nghe cho hiểu này. Tận nhà. Ở cái đoạn mà vùng như chị em mình đang đi này, là người ta đang bị tắc đường, không xuống lấy hàng được, nên đang chất ở cái nhà văn hóa. Đúng nên rồi. Nên người ta không còn chỗ để người ta chứa nữa. Nên bây giờ mình phải đi tình nguyện ở điểm khác đi. Tình nguyện những cái điểm mà người ta cần thật đấy, sự. Đấy. Em đấy. Nói cho họ hiểu. Vì trên là trên chỗ chỗ này nhá, nậm lúc này nhá, là một cái bản là đường vào ngoằn ngoèo khó khăn như thế này, mà người ta còn vào từ thiện quá đông, quá nhiều, đồ quá nhiều. Thì mình dám khẳng định là tất cả những vùng khác mọi người cũng đến quá đông rồi. Đông lắm cả nhà. Đồ nhiều quá cả nhà. Nhiều đoàn vào, đoàn kia ra. Nhiều, cứ đoàn này vào đoàn kia ra, đoàn này vào đoàn kia ra. Đông. Đây là mình trao đổi một chút kinh nghiệm cho mọi người, để mọi người có thể là, bởi mình đã là vào thực tế, để mình trao đổi một chút kinh nghiệm cho mọi người, để mọi người hiểu, để mọi người có thể từ thiện làm sao để cho nó ý nghĩa hơn. Thế thôi. Chứ
chứ còn bên mình cũng không bảo ai là lại sẽ làm theo mình. Gần nến, bởi vì mất điện, nến họ cần, nến bật lửa, găng tay họ sử dụng vào những cái mà bây giờ nó sạt lở, nó bẩn thỉu này, họ cần găng tay để dọn dẹp các thứ nọ kia. Họ cần áo mưa để một số trường hợp mà mất bát thì họ cuốn thi thể. Và đấy thôi. Và có nghĩa là một số mà chỗ sạt lở thì họ cần quan tài. Nhưng mình lên trên này thì mình thấy tương thân tương ái rất là cao. Đấy, cho nên là quan tài, quan tiết các thứ đều là đầy đủ cả nhà. Đó. Sau này đúng rồi anh Quang ạ, thiếu tiền mặt để họ sửa nhà cửa sau bão. Chuẩn anh ạ, bây giờ theo em là những cái sau này là mình kêu gọi với nhau là có một người nào để mình tin tưởng ạ. Cái người đấy thật sự là có tâm đấy cả nhà. Những người nào mà có tâm mà mình thật sự tin tưởng thì cái người đấy mà người ta đứng ra kêu gọi á, thì người ta kêu gọi thì mình có thể ủng hộ bằng tiền mặt. Thì khi tổng số tiền đấy bao nhiêu thì đến chia lại cho những nhà bị sạt lở, bị mất nhà vừa rồi, bị sập nhà. Cả nhà hiểu ý không ạ? Bị sập nhà đấy thì để cho mọi người người ta khắc phục lại, người ta thuê người, người ta mua đồ, người ta sửa sang lại nhà cửa để người ta ở. Thế thôi. Chứ còn đừng mọi người mang vật phẩm đi nhiều quá, tự dưng là cái của ngọc thực ạ, mình nhìn mình xót cả nhà. Thật sự của ngọc thực mà, của ăn vào mồm xót lắm. Nhìn nó lãng phí đi thì cảm giác rằng là mình cảm giác có lỗi. Mua đồ vật phẩm mà để hỏng hóc vứt đi thì là có lỗi. Đấy nên là theo em thì mọi người nên chỉ có là mua những cái vật phẩm thiết yếu mà dân đang cần dùng đấy, là mọi người mang lên. Nước thì mọi người thấy tiếp tế nước thì nước cũng nhiều lắm cả nhà. Nước là vật phẩm rất cần thiết, nhưng nước người ta cũng tiếp tế nhiều. Còn cả tất cả nhu yếu phẩm, rồi là mì tôm, bánh mì, bánh chưng, rồi là lương khô, rồi mọi thứ là nhiều quá, không cần thiết. Đấy, chị em đi vào tận bản Nậm Lúc đấy, đi vào trong đấy nhá, bây giờ tối rồi. Đi vào trong đấy nhá là đường rất là khó đi, sạt lở liên tục. Mà đường thì khó đi nhá cả nhà nhá. Mà vào đến đấy là chất đầy nhà văn hóa luôn, đồ đạc người ta cũng chẳng cần. Em có quay lại mấy cái video, bởi vì trong đấy là mất sóng wifi, mất cả sóng điện thoại nên không gọi điện được, cũng không phát trực tiếp được, để cho mọi người nhìn thấy rằng là em có quay video lại là có đúng hay không. Vì có, họ có cần đâu, họ nhiều quá rồi họ chả cần. Họ nãy họ nói thẳng luôn là chỉ có cái là đồ ăn thì nhiều quá rồi. Người ta cũng nói thật thà, người ta bảo đồ ăn nhiều quá rồi cũng không cần nữa. Người ta chỉ cần nến, áo mưa, bật lửa này. Đấy, ủng này, ủng đấy thôi. Những cái đấy thôi, chứ người ta cũng không cần đồ ăn nữa, đồ ăn nhiều quá rồi. Nhà người đoàn mang đến để từ thiện, mà thậm chí những cái chỗ mà nó cô lập đấy, nó họ có xuống để lấy cho mình đâu. Họ đi bộ 10 cây số thì làm nào họ xuống, họ vác được thùng mì tôm xuống để ăn đấy. Làm mình cũng không vác được lên cho họ 10 cây, mình bảo mình đi bộ, thật sự là mình muốn thiện nguyện nhưng mà mình cũng không vác được lên cho họ. Đấy. Nên là mọi người bảo nhau, có nghĩa là đoàn từ thiện tất nhiên là mọi người tốt. Bởi vì Việt Nam mình đúng là, em nói thật là nhìn những lúc này mới cảm giác là mình rất là đoàn kết, rất là yêu thương nhau nhá. Em ơi, chiều nay dân ở làng Nủ ở Lào Cai đi bộ 7-8 km ra đường lớn đi xin đồ mà không có em ơi. Làng Nủ là làng ở chỗ nào nhỉ chị nhỉ? Đấy. Nủ vừa xong mình đây. Đây. Chị em mình vừa vào đây. Bọn em vừa vào trong đấy, đây làng Nủ. Cái làng Nủ đấy thì cái làng ở trong đấy họ bị cô lập rồi. Còn đây ra đây nãy có các đoàn đây vẫn phát đồ ấy chị. Phát đồ, còn ai chị phải hiểu nhá, nhờ mọi người đi từ thiện thì phải để ý như thế này. Có nhiều người họ có rất nhiều rồi nhưng họ vẫn ra xin bình thường. Đấy, có những người họ có rồi thì họ vẫn xin bình thường, có rất nhiều rồi họ vẫn xin bình thường. Đấy, có những người thiếu thì họ cũng không ra được để họ lấy, chứ không phải là cái người xin đấy là cái người trong trường hợp khó khăn đâu. Cả nhà hiểu ý không ạ? Đó. Nên là đi từ thiện. Vâng, em chào anh Trai Huy Hoàng.
đấy, nên là đi từ thiện á thì mọi người tất nhiên là một điều rất tốt, nhưng em theo em nghĩ thì bây giờ mỗi người có một cách riêng, nhưng mà đây là về cái kinh nghiệm mà em đã đi đây, đi từ dưới kia lên đây để mà biết, để nắm biết tình hình. Em với đoàn là đi thực tế luôn chứ không phải là đứng một chỗ đâu đấy, mà vào những cái chỗ còn vừa nãy còn không có wifi, không có điện đóm gì đấy. Em cảm ơn anh trai đoàn anh rằng đây đường xá đây. Hôm nay cả thủ tướng vào cái bản ấy mà bản người mất. Đấy. Nên là yên tâm, chính quyền họ vẫn đang rất tà sát sao nhá, chính quyền từ chính quyền địa phương các thứ nọ kia họ vẫn sát sao, nhưng họ cũng không kham được hết đâu cả nhà. Mình vứt đồ đấy họ cũng có đâu có quan tâm nhiều đâu, họ cũng nhờ một vài người ra nhận đồ để đầy nhà văn hóa đấy thôi, xong rồi ai dân làng đến thì họ lại cấp phát đi đấy. Thế thôi, còn dân ra được cái làng văn hóa đấy thì họ lại cấp cho mỗi người một túi đồ mang về. Thế thôi, mình có đâu mang đến người dân đâu. Nên em muốn là cái sự ý nghĩa của mình là phải ý nghĩa thực sự luôn. Là bây giờ mình có thể sau này các anh các chị mà đi từ thiện hoặc là đoàn nào đi từ thiện thì bây giờ tạm thời ngừng đã, xong bắt đầu mình có thể quyên góp bằng tiền mặt để sau này khắc phục những cái mà bị sạt lở, đồ đạc người ta mua lại. Bởi vì sau khi lũ cuốn trôi là đồ đạc người ta phải mua này, nhà cửa người ta phải sửa để lấy chỗ ở này, cái đấy là cần thiết. Khi khắc phục được cái đấy thì khắc phục cho người ta ít gạo nước để người ta ăn uống về lâu về dài trong một thời gian ngắn để khắc phục hậu quả thiên tai này. Đấy, thì em cũng chỉ là muốn bảo mọi người như thế để mọi người rút bớt kinh nghiệm để đồ lãng phí đỡ bị lãng phí thôi. Đây thực tế là đang vào thực tế rồi đây. Không có chỗ đấy để có sóng để mà phát trực tiếp. Em vừa vào trong đấy chị ạ, Lê quên ạ. Em vừa vào trong đấy mà, đội em vừa vào trong nậm lúc mà. Chị lên đến đâu rồi? Chị lên đến nơi rồi. Nãy vào trong kia nó không có sóng đường ạ. Không có sóng luôn. Vào trong kia nó có sóng đâu. Nên là bây giờ mọi người theo em, mọi người cứ ai mà từ rút rút từ kinh nghiệm của em đi này thì mọi người đừng có mang đồ ăn các thức uống nhiều nữa. Lãng phí như thế có giải quyết gì đâu. Mà thậm chí giờ dưới khu vực mình có nhiều nhà đói lắm, em nói thật. Nhiều nhà nghèo, em biết nhiều nhà mang đồ đến nhưng người ta cũng khó khăn nhá. Mà người ta có thể vẫn cố gắng mua 1-2 thùng mì tôm, 1-2 thùng nước lọc để gửi lên đây. Mà tự dưng là trên này nó thành thừa ra. Thì những cái tiền đấy sau này mỗi người nhá quyên góp nhau 50.000. Người nhiều có thể là tiền triệu, người ít có thể tiền trăm, tiền chục, 1-20.000 cũng được. Như quyên tích tiểu thì thành đại, mỗi người một ít thì thành nhiều, đúng không? Góp gió thành bão. Thì mọi người có thể tin tưởng một cái cơ sở nào đấy, một người nào đấy mà người ta có tâm thật sự, thì mọi người có thể là quyên góp vào một cái số tài khoản đấy để người ta công khai tài khoản lên, thì là quyên góp vào cái tài khoản chung đấy, cái tài khoản đấy để cái người đấy cùng đoàn thể đấy họ lên đấy, họ trao cho mai mốt đây, họ trao cho từng căn hộ mỗi nhà một ít tiền để họ khắc phục cái hậu quả đấy. Em đấy là em kinh nghiệm của em. Xe cái đổ xăng để hết lũ, sau đó để cho dân ổn định đời sống thì chào bà con thì sao nào? Chuẩn ạ. Xe nhà mình ơi. Hello, chào bà con nhá. Bây giờ chị nhớ đường ra nhà kia không? Đấy, đứng đi chờ. Đây đây, xe đây đây. Chúng một mình hai con đây. Con đổ rồi, con đang chờ đấy. Chán luôn. Con nhà ông ấy, lấy con rất nhiều rồi. Người thế mình đi xe con trên đen của ông. Rất nhiều rồi. Người biết được đi về nào cứ theo cái thằng này thôi. Con thằng ấy biết được nào nó về nhà nó. Đâu thằng đấy là ở nhà mà của nhà anh ấy đấy. Ai chẳng biết bây giờ mình đi được nào. Mình đi theo đoàn mình. Tật. Mình phải đi toàn đoàn mình như này. Tưởng về nhanh đấy. Về làm gì nhà nó? Về uống rượu à? Về uống rượu à? Ba xe vẫn để đấy mà. Mình vẫn còn một xe đồ các thứ ở đấy. Vẫn đang sạt lở cả nhà. Đường vẫn đang sạt lở đấy. Không đơn giản đâu. Đi Lào Cai mọi người cứ phải cẩn thận đường xá nhá. Đường sạt lở lắm đấy. Chuẩn luôn. Thấy nhiều chỗ họ phát like thừa chứa đồ. Chưa nhiều chỗ lắm. Đồ chỗ nào cũng nơi nơi thừa rồi. Bây giờ đang nơi nơi thừa. Bởi vì
Úi dồi, khi mà vùng nào mà họ đăng lên phát thì được dân mình tương thân tương ái đến đến đông kinh khủng luôn. Đấy, nhiều lắm. Nhưng mà thật ra này, người thừa vẫn thừa, người thiếu vẫn thiếu. Những cái người mà bị cô lập đó, họ cũng còn chưa nhận được đâu. Vì á, nhiều khi á, nhà nước mình á, tập trung vào nào cứu người này, rồi cứu đồ này, rồi là di rời này, mọi người ra này. Chứ còn có phải là mang cái đồ vào đấy đâu. Nên người thừa vẫn thừa, người thiếu vẫn thiếu. Thì theo em này, kể cả tới đây này, mình ngưng lại trong cái thời điểm này mới đang nhiều rồi, mình ngưng lại xong bắt đầu để người ta đường xá lưu thông được đã, vào được bản đã, vào được nhà dân đã, thì mình đến tận nơi mình xem nhà nào thiệt hại, mình trao, mình có thể xin qua xã lấy thông tin của các hộ gia đình đấy, xong bắt đầu mình đến từng nhà ở địa phương đấy. Đấy mới là đấy. Đi, vì mình xin cái thiệt hại xong mình sẽ đến tận nhà người ta. Có thể mình xin thông tin là một phần và mình đến tận nơi là mình xem thiệt hại đấy và mình trao cho người ta. Ví dụ như người nào thiệt hại quá nhiều mà họ nghèo khổ thì mình nhà văn hóa thì cơ mà. Mình trao cho họ nhiều hơn một tí, còn người nào thiệt hại ít hơn thì mình trao ít hơn. Đấy, theo em thì mọi người nên làm theo phương án đấy thì rất là hay. Chứ còn bây giờ đến để ủng hộ thì quyền góp của dân xong mà mang đến đấy cứ còn, tấp của nhà văn hóa đấy biết là người. Còn những người đi thiện nguyện ạ thì cứ hô hào thì quyên góp thì dân mình mang rất nhiều đồ, có nhiều nhà em đã nói chuyện rồi, nhiều nhà rất nghèo khổ rất đói nhưng mà vẫn cố gắng mang 1-2 thùng mì tôm, 1-2 thùng nước để ủng hộ bà con nơi vùng này, vùng lũ lụt, vùng thiên tai này. Nên người ta thì trên này thì người ta lại thừa rồi đấy, dưới kia thì nghèo thì vẫn đói, còn trên này thừa thì họ lại vẫn thừa. Đấy, nên là chỉ có người ta chỉ trân quý cái mà sau này sau bão lũ tới đây mà đến để lưu thông đường đi, mà mọi người đến tận nhà và xem mọi người họ được bao thiếu bao nhiêu, và nhất là kiểu gạo nữa, gạo ấy, gạo các thứ đấy thì mỗi nhà mà một vài chục yến gạo rồi là một ít tiền đấy, thế thôi, thế là ý nghĩa nhất, để là ý nghĩa nhất đấy, theo em thế thôi. Đấy là kinh nghiệm mà em đi và em nhìn thực tế hiện tại. Còn mấy bữa trước thì người ta cần thì là ok, đến vào mọi người đến thời điểm đấy, những thời điểm vàng đấy là quý mến rồi. Còn những thời điểm này thì mọi người cũng nên ngừng bớt lại. Thế thôi cả nhà. Để họ khắc phục sau lũ, đúng rồi. Chứ còn bây giờ nhiều quá thì giải quyết gì đâu. Nhiều quá thì thành ra là thừa. Nơi thừa vẫn thừa, nơi thiếu vẫn thiếu. Nhìn còn những nơi cô lập thì chẳng ai vào được đâu. Nói thật, tại sao có nhiều đoàn họ không vào được? Vì thật sự không vào được, họ đến đấy họ chỉ biết tập kết nhà văn hóa thôi, họ cũng không vào được. Muốn trao tận tay bà con lắm nhưng làm thế nào để trao? Có gặp được bà con đâu để mà trao? Cách 10 cây số. Nó cô lập hàng chục cây, đi bộ hàng chục cây thì làm thế nào để trao ở cả nhà? Muốn trao cho bà con lắm, muốn đi thiện nguyện này, đi từ thiện này chỉ muốn trao tận tay những người mà đang thiệt hại, những người mà đang cần thiết. Vì người đấy người ta mới trân quý thật sự. Đấy. Nhưng có trao được đâu. Chẳng trao được. Nên là thành ra thiệt hại nặng nề. Những cái chỗ thiệt hại nặng nề. Còn những cái chỗ mà mất đấy, người mất đấy, mà cái chỗ mà sạt cả bản đấy, có ai xuống nhận đồ đâu. Cứ chất ở đấy thì nào có mang thì đồ các chính quyền luôn này, có mang đồ lên. Người chết rồi làm gì còn người để mà dùng. Bây giờ người ta chỉ đang còn đi tìm thi thể để người ta còn còn lên đến chỗ đấy thì người ta cũng chỉ bảo là nói chung là đồ thì nhiều quá rồi, chất đầy ở dưới chân đấy, thế dựng bạt dựng biếc cái chất đồ như núi ở đấy, thế có người xuống để dùng đâu, chẳng có người xuống để dùng luôn á. Để cả nhà xem còn những cái chỗ nào mà người ta đói thật thì mọi người lên. Còn nhiều lúc thông tin trên